Bất chấp những lo ngại trước đó về thời tiết, màn trình diễn pháo hoa kéo dài 10 phút vẫn diễn ra tưng bừng và kèm theo màn trình diễn âm nhạc và ánh sáng. Một số du khách cho rằng đây là sự chào đón nồng nhiệt đối với khách du lịch. Tôi nghĩ pháo hoa hôm nay khá đẹp và tôi cảm thấy màn trình diễn pháo hoa nhân ngày lao động là một sự chào đón nồng nhiệt đối với khách du lịch. Đối với tôi, trải nghiệm lần này thực sự rất tốt. Chính quyền đặc khu kinh tế Hồng Kông có kế hoạch triển khai các biện pháp hỗ trợ trị giá hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương với 127 triệu đô la Mỹ cho ngành du lịch, trong đó có tổ chức hơn 80 sự kiện lớn, bao gồm bắn pháo hoa và trình diễn máy bay không người lái trong nửa đầu năm để thu hút du khách. Kinh tế của Hồng Kông, Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng từ 2,5 đến 3,5% trong năm nay, sau khi đã tăng 3,2% vào năm 2023, khi đặc khu kinh tế này nỗ lực phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.